bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi có một nhu cầu vô cùng to lớn, bạn sẽ nhìn vào đâu để được cứu giúp? Thường chúng ta sẽ nhìn vào chỗ mà nhiều người ở cùng hoàn cảnh của chúng ta cũng đang nhìn, những giải pháp và phương cách phổ biến của con người. Tuy nhiên, nơi chúng ta cần nhìn lên trước hết chính là Chúa. Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề Một cái nhìn. Một điều khiến Chúa Giê-xu được mọi người vô cùng quý mến, điều thu hút mọi người đến với Ngài, chính là lòng thương xót của Chúa. Đó là điều làm say đắm lòng tôi. Khi tôi cảm thấy mình không xứng đáng, đó là lúc tôi cần lòng thương xót của Ngài. Tôi vốn là người lạc mất và rồi được Chúa tìm thấy, cũng giống như người đàn ông ở hồ Bê-tích-đa. Câu chuyện này đã được vô số mục sư giảng dạy vô số lần, nhưng tôi muốn khích lệ bạn hãy nhìn vào người đàn ông này qua một lăng kính khác. Người đàn ông này đang ngồi ở một nơi mà ngày nay chúng ta thường gọi là nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Kinh Thánh cho biết hồ nước này có tên trong tiếng Hebrew là Bê-tích-đa, nghĩa là ngôi nhà của lòng nhân ái. Tên này nghe có vẻ chào đón, nhất là khi có rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó. Giăng chương 5 câu 3. Tôi đã đến Israel và thấy địa danh này vẫn còn cho đến ngày nay. Và bạn có thể hình dung ra vẻ đẹp và sự thanh bình của nó sẽ còn kéo dài đến nhiều năm về sau. Với nhiều hốc tường và khu vực bóng râm bao quanh một vực sâu trong đá, thật dễ dàng tưởng tượng mọi người đang nằm xung quanh đó. Nhưng cũng giống như những người vô gia cư thời hiện đại của chúng ta, đây có thể là một mớ hỗn độn với đồ đạc của mọi người, như mền, chiếu, vật dụng cá nhân và cả sự thất vọng cùng cực vì nhiều người đã ở đó rất lâu trong tình trạng bệnh tật của mình. Đây là trường hợp của người đàn ông mà Chúa Giê-xu gặp phải. Có một khía cạnh trong câu chuyện này thường không được chú ý tới, nhưng tôi muốn đề cập đến hôm nay và tôi tin rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc người đàn ông này được chữa lành vào ngày hôm đó. Có một người mắc bệnh đã 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người này nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: "Người có muốn được lành không?" Người bệnh trả lời: "Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động. Khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi." Giăng chương 5, câu 5 đến câu 7. Tôi đã nghe một số người khi đọc lại câu chuyện này đã thêm vào phần giọng điệu than vãn khi người đàn ông lên tiếng. Nhưng điều tôi muốn hỏi là tại sao lại là người này? Tại sao không có ai khác trong số hàng trăm người khác nằm ở hồ nước ngày hôm đó được chữa lành? Tôi tin rằng nó bắt đầu bằng cái nhìn, bằng sự giao tiếp của mắt. Vì trong mọi tường thuật khác về việc Chúa Giê-xu chữa bệnh cho một người thì cũng đều có sự liên hệ. Khi Chúa Giê-xu đến gần Bê-tích-đa, ngôi nhà của lòng nhân ái, tôi chắc chắn rằng Ngài đã động lòng trắc ẩn. Nhưng tất cả đều chăm chú quan sát mặt nước với hy vọng mặt nước sẽ được khuấy động trở lại. Chỉ có một người đàn ông lọt vào mắt của Chúa Giê-xu vì mắt anh ta có lẽ lúc đó đang nhìn vào nơi khác. Khi gặp anh ta, Chúa Giê-xu nói: "Ngươi có muốn được lành không?" Người đàn ông có thể dễ dàng trả lời một cách mỉa mai: "Điều đó mà cũng cần hỏi à? Đó là lý do tại sao tôi đã nằm ở đây suốt mấy chục năm qua." Nhưng thay vào đó, anh ta trả lời một cách tự nhiên. Anh ta không biết Chúa Giê-xu là ai hoặc lời đề nghị của Chúa Giê-xu có nghĩa gì. Vì vậy anh ta trả lời bằng đức tin duy nhất mà mình có. Nhưng như vậy là đủ. Và đây là nơi bạn và tôi bước vào câu chuyện. Tôi không biết Chúa Giê-xu đã làm những gì khi tôi đến với Ngài để nhận được cứu rỗi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình. Tôi đã tuyệt vọng trong khi tìm kiếm sự chữa lành tấm lòng. Và thế giới đã đưa ra nhiều lời hứa dường như có tác dụng đối với một số người, nhưng lại khiến tôi trống rỗng. Và giống như người đàn ông nằm bên hồ nước, tôi bắt đầu tìm kiếm nơi khác. Thực tế là tôi đã nhìn lên và nghe Chúa Giê-xu thì thầm với lòng tôi: "Con có muốn được lành không?" Tôi đã cố gắng hết sức, đã thử mọi phương cách nhưng tất cả đều vô dụng. Đức Chúa Giê-xu bảo: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Giăng chương 5, câu 8, câu 9 phần A.
Một lời từ đấng cứu thế đã thay đổi mọi thứ, nhưng nó bắt đầu với sự tập trung. Bạn đang nhìn vào điều gì? Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, bạn sẽ phải giao tiếp bằng mắt với Chúa Giê-xu, đơn giản là với lời của Ngài. Nếu sự khao khát mong mỏi là tất cả những gì cần thiết để được chữa lành, thì mọi người ở hồ nước ngày hôm đó đã được chữa lành. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy một tia sáng của đức tin từ một người đang nhìn lên Ngài. Và hy vọng bạn hãy là người như vậy ngày hôm nay. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong chỗ tuyệt vọng, khốn khó của cuộc đời mình, xin cho con biết nhìn lên Ngài để được Ngài đoái xem và chữa lành. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, cho dù bạn đang trải qua những điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa, hôm nay hãy nhìn lên Chúa. Một cách đơn giản để thực hành điều này chính là nhìn vào lời Chúa thay vì nhìn nơi này chỗ kia. Khi bạn tập trung vào lời Chúa, bạn sẽ nhìn thấy Chúa và ý muốn Ngài dành cho bạn ngay trong chính hoàn cảnh hiện tại của mình. Cha ơi, xin hãy lắng nghe nhầm lời vì con khốn cùng, bảo vệ hồn linh con, đời con hiến cho Ngài đây. Xin Cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu. Và cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trắng trong luôn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng chính Cha yêu thương, Vua Chú Tế tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu, giúp con theo Ngài và cho con. Tâm linh con được trắng trong luôn.
Nhờ có chương trình này mà tôi sáng nào cũng tỉnh nguyện và cầu nguyện. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn chương trình, cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho những người làm chương trình này. Xin cảm ơn quanquay.vn đã cho tôi một bài học mới. Dù đang nỗ lực đưa người khác đến với Đấng Christ, nhưng không nên bỏ bê mối quan hệ yêu thương đối với các thánh đồ. Xin cầu nguyện cho tôi để có thể thực hành được cả hai. Trên đây là hai trong vô số những lời nhắn đầy khích lệ và yêu thương mà ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày nhận được mỗi ngày. Nếu quý vị được nhắc nhở hoặc cảm động từ những bài học của chương trình, xin đừng ngần ngại gửi tin nhắn về cho chúng tôi tại inbox của fanpage hoặc email chia sẻ amoconeway.vn. Hoặc nếu quý vị muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.